Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách do Vụ Thư Viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn Bình Yên Sau Dông Bão của tác giả Lê Dương Thể Hạnh, bài thứ hai mang tên Đừng Đánh Thức Quá Khứ. Nội dung bài viết này chỉ tập trung vào trải nghiệm của tôi khi tháo gỡ những giấc mộng vàng trong quá khứ, nên tôi chưa nhắc đến cuộc phiêu lưu trong bóng tối với nhiều trò chơi thú vị để hồi phục chức năng của em bé già tuổi 30. Đợi nhé các bạn, hồi sau sẽ rõ. 1. Đối diện quá khứ và chấp nhận thất bại. Cách đây hơn 6 năm, sau khi xác định mình đã là một người khuyết tật, vĩnh viễn không khôi phục lại được thị lực, tôi ngậm ngùi tạm biệt tất cả, tình yêu, sự nghiệp, tương lai để về quê hương, từng bước học cách chấp nhận sự thật mà số phận đã an bài. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi tham gia vào một buổi nhận quà từ thiện của một nhóm Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Họ đi khá đông, tôi đoán là thế, bởi lúc ấy tôi nghe tiếng người cười nói nhộn nhịp. Họ phát tặng mỗi anh chị em khiếm thị, trong đó có tôi, một phần quà, và họ đi vòng tròn lần lượt tặng cho mỗi người mù một tờ tiền mệnh giá nho nhỏ, vì tôi còn mờ mờ nhận ra đó là những tờ tiền lẻ được họ chuẩn bị tinh tươm. Nước mắt tôi cứ thế tuôn như mùa mưa tháng 7. Tôi đây sao? Lê Dương Thể Hạnh, thông dịch viên kiêm thư ký tổng giám đốc người Nhật đây sao? Quá khứ ùa về như mới hôm qua, và tôi khi ấy cứ thế khóc ngon lành. Nhưng cũng còn may mắn cho tôi, chỉ có Mạnh Thường Quân nhìn thấy tôi khóc, còn lại những bạn đồng tật khác vẫn vô tư sờ sờ nắn nắn và cộng cộng nhẩm nhẩm rồi cười vui vẻ. Vài người quan tâm, họ thấy tôi cũng trắng trẻo mập mạp, nhận quà không cười mà ngồi khóc hu hu, bèn bước đến gần hỏi thăm. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thoáng chạnh lòng cho quá khứ tươi đẹp của tôi. Tôi ngon trớn khóc to hơn nữa. Những lần sau khi xuống Hội Người Mù trùng hợp lúc có nhóm từ thiện nào tới thăm, là tôi lại tìm vị trí nổi bật để tạo sự chú ý khi mình khóc cho nhiều người thấy. Rồi cái hành động khó coi của tôi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dần dần không trở nên dễ coi, nếu không nói là phản cảm với anh chị em khiếm thị nơi đây. Đương nhiên rồi, sao tôi lại khóc trong khi mọi người hoan hỉ cười nói? Chẳng lẽ mọi người đang cười trên nỗi đau của tôi sao? Tôi nhận ra điều đó và cảm thấy sợ hãi, vô cùng lạc lõng khi phải đối diện với cái lạnh lùng của bóng tối quanh mình. Và bẵng đi rồi một thời gian khá dài, tôi không xuống Hội Người Mù, tôi nhốt mình trong mặc cảm với nỗi day dứt về quá khứ, về cái vòng luẩn quẩn. Tôi là ai? Hạnh ngày xưa nổi tiếng nói tiếng Nhật như gió, chữ nào khó thì ló tiếng Việt, hay là một Hạnh của hiện tại, mắt mù, miệng méo, mập mũm mĩm? Bạn ơi, cuộc đời mỗi người chúng ta hẳn sẽ có những va vấp ưu phiền, nhưng mong bạn hãy nhìn về quá khứ với những mặt tích cực của nó để làm cho cuộc sống hiện tại được tốt đẹp hơn. Chúng ta thường hay xúc cảm rơi lệ khi nhắc đến những dĩ vãng buồn, đơn giản vì ta nghĩ rằng nước mắt có thể làm vơi bớt những u uất trong lòng. Nhưng đôi khi, hành động đó lại mang đến cho bản thân tác dụng ngược lại, khiến bản thân mệt mỏi hơn. Thêm một chia sẻ về những giọt nước mắt cá sấu đã cản đường, cản lối tôi đi. Tôi tự nhận mình là dấu gạch nối giữa hai miền sáng tối. Bản thân tôi không gác lại được quá khứ tươi đẹp của mình, nên tôi đã từng trải qua giai đoạn mất phương hướng, lững lờ như một người mộng du. Khi đến sinh hoạt ở Hội Người Mù, tôi đã khóc, khóc rất nhiều lần, và điều đó làm anh chị em đồng tật khó cảm thông, vì ai cũng bất hạnh cả, khóc lóc kể lể chỉ làm mọi người không vui. Và rồi sau khi về lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có cơ hội sinh hoạt cùng các bạn hội viên trong hội cựu du học sinh Nhật Bản. Và tại đây tôi lại khóc, khóc khi thấy mình thiệt thòi, lùi phía sau so với bạn bè. Cũng như lần trước, rơi lệ hoài chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm những người xung quanh khó chịu, không muốn kết bạn với tôi. Xét cho cùng, dù là người sáng hay người mù, thì chẳng ai lại muốn rước một cục u sầu to thù lù vô thân. Đó là một trong những lý do để tôi thôi khóc nhè, bởi trời sinh ra tôi vốn nói nhiều, nếu không ai chịu kết bạn với tôi thì chi bằng tôi khâu kín cái mồm lại.
nhưng tôi lại ăn rất nhiều, do di chứng xạ trị đốt mất cảm giác no. Nếu không mồm, làm sao mà ăn? Vì vậy, giải pháp của tôi là đóng cửa quá khứ, ngừng nước mắt để tập quen với hiện tại. Như vậy tôi mới có thể kết bạn bốn phương, vừa được nói, vừa được ăn. Và rồi, pha quyết định đưa tôi thoát hẳn khỏi bóng mờ của quá khứ. Đó là một ngày nọ, tôi tình cờ nhận được câu hỏi ngây thơ của một em bé mù. Cô Hạnh ơi, con chó màu đỏ hở cô? Tôi chợt bừng tỉnh và hiểu ra rằng, con người ta ai cũng có quá khứ. Có thể thời vàng son đã bỏ tôi ra đi đột ngột và đã để lại cho tôi một dĩ vãng u uất. Nhưng ít ra, tôi đã từng có một tuổi thơ lung linh sắc màu với những buổi trưa hè hái hoa, bắt bướm cùng bạn bè đồng trang lứa. Còn em, xanh, đỏ, tím, vàng, trong suy nghĩ của em là gì ngoài bóng đêm lạnh lùng? Tôi đứng dậy, lau nước mắt và bước tiếp với câu thần chú: hãy đối diện quá khứ và chấp nhận thất bại. Như William Shakespeare đã từng nói, người khôn ngoan không bao giờ chịu ngồi than vãn trước những thất bại của mình, mà hăm hở tìm mọi cách khắc phục để bù đắp lại những mất mát đã xảy ra. Hai nhỏ, vượt qua thất bại trong quá khứ. Thành thật xin lỗi và mong bạn thông cảm cho những thói xấu vừa ăn nhiều, nói nhiều của tôi. Tôi xin phép được khép lại hai kỹ năng sở trường này để nói đến những điều nghiêm túc hơn. Tôi đã từng lăn lộn vì đau đớn khi phải lìa xa ngày hôm qua đậm sắc hồng. Nhưng bản thân tôi có thể làm gì để thay đổi khi màu hồng đã chuyển thành màu đen? Và rồi trong lúc ngổn ngang giữa quá khứ và hiện tại, tôi tình cờ nghe được một mẩu chuyện sau từ Internet. Tại một lớp học ngoài giờ về kỹ năng sống dành cho đối tượng mới chập chững vào đời, thầy giáo mang vào lớp một ly nước trái cây thật thơm ngon đúng thời điểm mọi người đang đói bụng. Thầy để ly nước chơi vơi nơi mép bàn và say mê giảng bài: đừng đánh thức quá khứ. Rồi đột nhiên, thầy giáo đưa tay hất đổ ly nước rơi xuống sàn. Cả lớp ngạc nhiên nhìn đống nước trái cây văng tung tóe trên sàn nhà và những mảnh thủy tinh vỡ vụn ngổn ngang. Và lúc ấy, dĩ nhiên sẽ không có ít bạn suýt xoa tiếc nuối: ngon quá mà đổ mất tiêu rồi, phí thật. Thầy giáo bình thản tiếp tục giảng: các bạn sẽ làm gì trước sự việc này? Tiếc nuối cho số nước trái cây đã đổ, tự trách mình thiếu cẩn thận, hay cố vớt vát được tí nào hay tí ấy? Cả lớp im lặng vì cả ba cách đều không mang lại ích lợi gì. Thứ nhất, có tiếc nuối thì nước đã đổ rồi. Thứ hai, tự trách mình thiếu cẩn thận thì ly nước giờ đây cũng đã là một đống rác bẩn không hơn không kém. Thứ ba, có làm gì đi nữa cũng không lấy lại được dù chỉ một giọt. Vậy thì câu trả lời nào thuyết phục cho trường hợp này? Mọi người lại tiếp tục im lặng chờ thầy giáo lên tiếng. Dù chúng ta có làm gì đi nữa thì sự việc đã xảy ra rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể thực hiện là dọn dẹp đống rác bẩn trước mắt. Cẩn thận đừng để đứt tay vì những mảnh thủy tinh, và rút ra bài học kinh nghiệm để lần sau không tái diễn sai lầm tương tự. Ngừng một lúc, thầy giáo nói tiếp: có nên chăng ta sẽ thôi không tiếc nuối nữa, đồng thời sử dụng chiêu thức phòng bị bằng cách chuẩn bị cho mình một cái ly nhựa chẳng hạn. Thầy giáo nháy mắt cười và bỏ lửng câu hỏi nửa đùa nửa thật của mình. Bài học này đã dẫn đường tôi đi và giúp tôi thoát khỏi ám ảnh quá khứ để chấm dứt những đêm dài thao thức. Trong suốt mấy tháng ròng, tôi dường như không thiết tha gì cả, mồm cứ ăn liên tục như một cỗ máy vô tri. Khi cơ miệng ngưng hoạt động thì bộ não chỉ nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả. Giá như ngày ấy tôi nghe lời ba mẹ ra nước ngoài phẫu thuật ngay từ đầu, giá như tôi đừng quá bảo thủ cứng đầu, giá như người lựa chọn bác sĩ chữa bệnh cho tôi không phải là anh, hôn phu của tôi thời điểm ấy. Và cuối cùng tôi ước, giá như vị bác sĩ đó không đưa ra phác đồ điều trị sai lệch làm cho bóng tối có cơ hội bủa vây cuộc đời tôi. Nhiều, rất nhiều giá như. Nhưng tôi phải đối mặt với hiện tại là một bà mập ăn lủng nồi trôi dế với tai trái điếc, mắt mù, chân không đi lại được, nói ngọng cùng vô số di chứng không tên khác. Có chật lưỡi giá như bao nhiêu lần đi nữa thì ngày xưa của tôi cũng vĩnh viễn không quay về. Nên chăng tôi cứ nhốt mình lại như giải pháp thủ sẵn một cái ly nhựa để chẳng may ly nước có rơi xuống đất thì cũng không vỡ tan tành. Người thầy giáo muốn nói với những học viên của mình rằng
cho dù có trang bị sẵn ly nhựa đi nữa thì khi rơi xuống, nước vẫn chảy đi hết. Ta có thể hiểu rằng sai lầm hay thất bại cần được nhìn nhận, phân tích để thấu hiểu, trọn vẹn vấn đề, từ đó tìm cách khắc phục. Cách duy nhất tôi có thể làm là nghiêm túc đối diện, không né tránh những thất bại trong quá khứ của mình để tìm cách tháo gỡ khó khăn hiện tại. Các bạn thân mến, tôi quyết định tự chấp bút cuốn sách thứ hai này vẫn với đôi mắt mù để khẳng định một điều rằng thất bại là mẹ thành công. Thật vậy, đã là con người thì chúng ta không thể tránh khỏi những thất bại trong quá khứ. Tôi không vấp ngã trên con đường công danh sự nghiệp, nhưng tôi là người thất bại trước số phận của mình. Song, phải chăng cứ mỗi lần vấp ngã rồi cố gắng đứng dậy làm cho chúng ta trưởng thành hơn, thận trọng hơn khi phải đối diện với những rủi ro trong cuộc sống. Trường hợp cụ thể của tôi, trải nghiệm dùng mình về khoảng thời gian dạo chơi cạnh thần chết hay phải tập lại những điều ngỡ là trong lòng bàn tay như học ăn, học nói, học gói, học mở, từ một người trẻ năng động thành một người cũng còn trẻ nhưng không năng động vì thừa cân, giúp tôi uốn nắn mình cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy nhìn và đón nhận thất bại như những điều tất yếu của cuộc sống và xem đó là những bài học đến từ trường đời, không phấn trắng bạc đen. Với tôi, thất bại đã xảy ra ở quá khứ, không phải là dấu chấm hết cho hiện tại và tương lai. Đó là những con dốc, những bờ rào mà lúc ta vượt qua nó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hay có thể nói, thất bại không hề phủ nhận những thành quả mà ta đã dày công tạo dựng trong quá khứ, mà đó chính là nền tảng, là cơ sở để ta vươn lên từ đống đổ nát dĩ vãng. Và tôi đã may mắn làm được điều đó. Số phận lấy đi sức khỏe, tương lai, hạnh phúc của tôi chỉ với một khối u to bằng quả trứng gà. Song, khối u nằm ở bán cầu não trái, nên tôi vẫn không trở nên chập chẽn và có cơ hội làm cô giáo dạy ngoại ngữ online cho người mù. Hơn nữa là tỉnh táo viết tiểu thuyết tự sự, có một mặt trời không bao giờ tắt, để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình đến bạn đọc. Bây giờ là ngồi đây viết tiếp quyển sách thứ hai này. Tôi đã cố gắng làm theo câu danh ngôn, hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó. Tôi luôn mong bạn sẽ ít nhiều tìm được lối ra cho mình khi gặp phải những biến cố ngoài mong đợi trên đường đời. Trường hợp tôi sắp kể ra đây hoàn toàn không có điểm chung với câu chuyện cuộc đời tôi, bởi hạnh phúc đôi khi còn có những nét gần giống nhau, nhưng đã là nỗi đau thì không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Đúng ra tôi không dám viết cuốn hồi ký này bởi cuộc đời tôi không lấy gì tốt đẹp. Những khó khăn và tồi tệ nhất trên đời tôi đã trải qua, hận thù và nông nổi đã giết chết tuổi trẻ của tôi. Đây là nguyên văn lời tác giả cuốn sách Hồi ký Tâm Sida Vượt Lên Cái Chết. Hẳn bạn sẽ phần nào đoán được điều tôi sắp viết tiếp theo. Có thể vì lý do khách quan nào đó hay đưa đẩy của định mệnh khiến không ít người vướng vào vòng lao lý hoặc tệ nạn xã hội. Tuy nhiên với tôi, đó cũng chỉ là một mặt tất yếu của cuộc sống, chẳng nơi đâu tồn tại toàn điều thánh thiện mà cũng không đất nước nào chỉ toàn tệ nạn. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta đã đối diện với những sai lầm trong quá khứ như thế nào và vượt nó ra sao. Tác giả Trương Thị Hồng Tâm, nhân viên hoạt động xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, đã vô cùng dũng cảm khi nhìn thẳng vào những điều tồi tệ nhất trong quá khứ của chị, vượt qua nó và vươn lên sống có ích cho mọi người. Người phụ nữ hơn nửa cuộc đời với chém giết, bán phấn, mua hương, ma túy và hậu quả là một bản án treo của căn bệnh thế kỷ SIDA. Nhưng chị đã không để cuộc đời mình tắt lịm bằng căn bệnh chết người. Những ngày tháng còn lại của chị là sự sám hối và sống vô cùng ý nghĩa với vai trò nhân viên công tác xã hội, chuyên tư vấn và động viên tinh thần những cuộc đời lầm lỡ như chị. Đồng thời, chị còn đang là mẹ đỡ đầu của 4 em thơ, mà 3 trong 4 mầm non này là trẻ bị AIDS. Trường hợp như chị Tâm không phải là hiếm trong xã hội hiện đại ngày nay. Tôi chỉ muốn nói rằng, dù có lỗi lầm, sai phạm nặng nề đến đâu, thì cuộc đời vẫn luôn mỉm cười đón nhận những ai chân thành hối cải và can đảm vượt qua những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ. Dẫu vui, dẫu buồn cũng đã xa, có thương, có tiếc chỉ lệ nhòa, vui vẻ giang tay chào nắng sớm, thân thiện mở lòng đón hương hoa.